Thor Gym á, đầu tư rất là nhiều cái máy cable dạng sang để cho các bạn tập nó hiệu quả ở những cái giáo án này. Và đặc trưng của THL Gym có em phải khai thác tối đa nha. 7 Hold Hold Gông Gông Hold. Đến từ 10 1 2 3 Hold 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 Hold. Lên nữa, lên nữa, lên cái đó đi, lên cái đó đi, lên cái đó đi, lên. Hết trời ơi, không em không em, em không bước nổi nữa rồi, em không đứng nổi, em đứng được nhưng mà em không bước được nữa. Cái đó là thành quả kích thích cơ tột độ, chương trình FPT7. Chào mừng các bạn đến với Thor Gym. Và bây giờ là Duy Nguyễn sẽ coach cho Hương Trần cái kỹ thuật tập cơ đùi trước cho nó giảm mỡ cơ đùi trước và nó săn chắc cái chân hơn, để cho cái chân phụ nữ trở nên quyến rũ hơn thông qua cái phương pháp FST7 cực kỳ lợi hại, kích thích và đầy drama. Đầy drama gì hả thầy? Drama là cảm xúc này nọ chứ không phải là drama kia. Bằng cái máy tập Mỹ Đế PPS Less Extension. Ở cái bài tập này các bạn không cần phải chọn mức tạ quá nặng, mức tạ vừa thôi để chúng ta tập, chúng ta feel cơ cho tốt. Tập đi, đá thẳng lên, đá thẳng lên, đó, gồng lỗ chỗ này cứng lại. Tập 7 rep full và 7 rep partial. Mỗi set chúng ta sẽ nghỉ 45 giây thôi, xuống chậm thôi. Rồi, đúng rồi, đá lên. Bao nhiêu rồi? Cái cuối. Rồi, xong, partial tới đây thôi, đá lên. Đá thẳng lên, đá thẳng lên. Partial đá thẳng lên, từ từ thôi. Xuống chậm chậm. Xuống chậm thôi. Đã thẳng lên. Hết. Chưa có xong. Ôi, nhưng phải hôn, cái cuối phải hôn lại cho nó. Nè, hôn lại cho cái đùi không? Hôn lại, anh đùi này hôn rồi, hôn lại cho nó. Bây giờ hôn hết thầy. Không, giờ hết xếp rồi thôi, nghỉ 45 giây thôi chứ hôn nhiều. Trả nợ ra set sau. Là xong một set rồi phải không? Đúng rồi, xong một set rồi, còn 6 set nữa. Hết giờ rồi, vô. Rất nhiều các bạn nữ trong phòng gym chú ý tới những cái bài tập mông này nọ kia nhưng mà quên cái bài tập này. Không có bài tập nào có thể mà giúp cho các bạn săn chắc cơ đùi tốt bằng cái bài tập này cả. Còn những bài tập kia nó phát triển sức mạnh, nó phát triển tổng thể, nó phát triển này nọ kia tất cả mọi thứ. Nhưng mà để chuyên cắt nét cơ đùi phải là những bài tập này. Tiếp. Bắt sầu chưa? Bắt sầu lên thẳng nè. Lên thẳng như này nè. Lên nổi không? Lên. 6. Thẳng lên cái này nó mới vô. Oh my god. Giữ. Giữ. Oh my god. Không được. Thở từ vô. Rồi đi ra. Rồi đi ra nghỉ đi. Đi ra đi thôi, cái đùi cho nó phục hồi. Đi ra. Đó. Đó lắc cái chân vài cái cho nó phục hồi cái đùi. Hết giờ vô. Ngươi đi. Hết giờ 45 giây, vô nè. Hết mấy thầy? Sức 3. Nó thẳng lên. Mấy cái đầu còn sức ra nó thẳng lên, rồi. 2 3 4 5 Xuống từ từ thôi. 6 7 Ba sầu nè. 8 Ba sầu thẳng, ba sầu lên vậy nè. Đó. Rồi kéo lên gồng liên tục này luôn, chậm chậm thôi, từ từ nè, gồng nè, gồng nè, gồng, không để tạ chạm nha, gồng nha, không để tạ chạm, gồng thả sớm quá, đau quá thì đau luôn á, đau gì tập vậy nó mới cắt nét, mới có set thứ 3 thôi à, ra đi, mới có set thứ 3 thôi à. Đó giờ tập gym là tự tập không có thầy chỉ nên tập chưa có đạt kích thích cơ tối đa. Ở Thor Gym á, đầu tư rất là nhiều cái máy cable dạng sang để cho các bạn tập nó hiệu quả ở những cái giáo án này. Và đặc trưng của THL Gym nó có em phải khai thác tối đa nha. Thẳng chân lên, cố gắng đá thẳng càng tốt. Xuống chậm thôi, xuống chậm rãi nè. Đó. Cái độ mượt của cable rất là tốt. Nên tập những giáo án mà cường độ cao như vậy nó rất là hiệu quả, giúp em giảm mỡ đùi rất ok. Muscle đi. Lên cao lên. Chậm thôi. Chậm thôi.
Từ thôi, chậm chậm thôi. Bảy. Chưa nè. Oh my god. Hôn, gồng, hôn, 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 hôn. Lên nữa, cái đó đi, lên nữa đi, lên nữa đi, lên 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 lên. Hết cỡ rồi. Cứng ngắc luôn thầy. Nó cứng ngắc luôn, sao mà em lên nổi. Nó cứng nó mới đã. Nó phải cứng nó mới đã chứ. Nó cứng nó mới vô, nó cứng nó mới có cảm giác. Tập bóng cứng tập làm gì. Lúc mà nó phục hồi nó mới cảm giác đã nha. Ừ. Thiệt chứ đúng là khổ trước sướng sau. 4 set nữa nha. Còn 4 set nữa. Vô, nó thẳng lên. 1. Hãy cho khán giả thấy cảm giác của em khi tập FST7 đi nào. Hãy cho mọi người thấy mái tóc lò xịn tới cỡ nào đi nào. Chậm thôi. Thở ra. Lên thở xuống hít chậm rãi, hít sâu thở đều. Hít sâu thở đều, la cũng được nữa. Hít sâu thở đều ra. Đó. Hít sâu ra. Lên đụng tay thầy nè. Đó sao đụng tay thầy mới tính. Rồi. Xuống chậm thôi, xuống nhanh quá. Đúng rồi. Xuống chậm thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hôn, 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 ráng hôn đi. Đừng để tại chạm, hôn. Hôn, hôn cho nó căng. Hôn, hôn, hôn. Hôn. Ok. Rồi, còn 3 set nữa, good job. Good job, good job, xuống đi, uống intro vào cao 45 giây sau tiếp tục nào. Chút xíu nó phục hồi à, em muốn vô bảo đảm 15 giây sau chứ nghe phục hồi. Sắp phục hồi chưa? Rồi, phục hồi rồi. Đó không? Nhấp càng âm. Công nghệ Amlogen tỉnh thật á. 15 giây, 15 giây. Set cuối sẽ có quà. Set cuối có quà nha. Quà gì, quà gì, quà gì? Quà ngon lắm, thịnh lắm. Ăn được không? Được, được. Rồi, rất tốt. Rồi vô đi, hết giờ rồi. Không giờ rồi. Hết lẹ ta, chưa đã mà. Phục hồi chưa đã. Có tắt đồng hồ, cãi hoài. Đã lên. 1. 2. Sâu nè. Đúng rồi. Vô sâu nữa nè, nữa, nữa, trả ra, sâu nữa nè. Đó, bắt sâu chưa? Nãy rồi nè, rồi đá tới chân thầy nè. Không cần xuống sâu, cứ đá tới chân thầy đi, ừ. Chậm chậm thôi, có đó bỏ, tiếp. Mấy rồi? Rồi, 5, 6, 7, hôn. Hôn, 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 hôn. Cố lên, 1, 5, 5, đếm 5 cái vậy. 1, 2, 3, 4, 5, đã tạm. Còn ra, còn 2 set nữa. Đi ra đi, đi ra đi. Đi ra đi nha. Ra đi. Được không? Làm thế nhỉ? Vừa mới xong lại phải vô tập. Còn 2 set thôi mà. FST7 tuyệt vời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, bắt xô. 2 rồi, lên, 3, 4, thẳng chứng lên. Đó, tập trung nè, 6, từ từ thôi, 7, hôn, hôn, gồng, gồng, hôn. Đến tới 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, ok. Xuống nghỉ 45 giây. Rồi, vô, set cuối, set cuối. Hết 45 giây rồi, vô nè, set cuối có quà nè. Rồi, tập trung tinh thần nè, set cuối nè. 1, 2, 3, 4, vô, 5, 6, đau quá. 7, rồi pa sô cho thầy như nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
gian nha, thêm 3 cái. No, 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 lên. 1, 2, 3. Chậm, chậm, chậm. Hôn, thả rồi, hôn, đừng có thả. Hôn, hôn, hôn lại, hôn lại, hôn lại. Hôn lại. Đáng hôn mà thấy hôn lại nó sao? Rồi, ok, thả bà. Rồi, ngồi đó đi, có quà. Không lên nha. Không lên. Không tiếp tục nha. Không lên, rồi. Nghe bờ nha. Cây không rồi, bỏ thả tạ rồi. Móc, móc. Căng cơ. Nghe không? Mà làm gì? Thẳng chân ra. Thẳng chân ra. Bỏ tạ rồi. Gãy chân rồi sao thẳng? Không gãy. Thẳng chân ra. Gãy chân rồi không có cảm giác. Thôi. Thẳng chân ra. Em không còn cảm giác nữa. Thẳng chân ra. Còn. 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 Hết cảm giác rồi. Còn. Anh nghe đau. Đau cái gì? Thẳng chân ra. Lên nữa, lên nữa, lên nữa. Đang cần lưu thông máu. Thẳng chân ra. Đây. Thẳng chân ra. Dạ, đã, dạ. Căng. Thẳng chân ra, được chưa? Rồi. Ok. Rồi, bước đó đi, bước xuống đất. Bước xuống đất. Bước xuống đất, tập xong rồi. Nè. Ờ này được á, được á, đã. Ôi à. Ôi à. Ôi à. Ôi à, ôi à. Được 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 được, cái này được ấy. Căng đầu trước, căng đầu trước. Được được. Okay. Rồi xong tới chân kia. Ok. Ôi à. Ôi à. Ôi à. Ép 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 vào, ép vào, ép vào. À! Ôi à, vậy mới đã chứ. Yeah. Vô. Rồi ok. Rồi ok, đứng lại chào khán giả cái. Đứng lại chào khán giả cái. Đứng dậy. Cái gì vậy? À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và video này kết thúc với một cái đoạn nhây không tả không phiền. Má rất là một mình để tập nhưng mà tới ngày giả bộ không à. Tập đàng hoàng ơi. Không em không em. Em không bước nổi nữa rồi, em không đứng nổi, em đứng được nhưng mà em không bước nữa. Cái đó là cái hệ quả kích thích cơ tột độ của chương trình FPT7 và bây giờ bú intra do bảo đảm là phục hồi à. Gà nuôi biết các bạn. Gà nuôi biết nãy giờ diễn để lấy intra cao uống thôi chứ không gì đó. Nói không, đi vòng vòng đi. Đó. Đó. Thì các bạn đến phòng riêng các bạn tập chân thì cho dù nam hay nữ thì bài tập này cũng là bài tập rất là quan trọng. Chúng ta các bạn nên khai thác tốt từng cái thiết bị, từng cái máy móc để chúng ta có hiệu quả tốt nhất chứ không phải là bài nào cũng tập đùng. Và tất cả những cái máy tập ở đây thì đều phù hợp cho các bạn tập cường độ cao. Những cái giá bán sau đây tức là Superset, Propset, Lean Body và PT7. Thì tuần sau có lẽ Thuy Duy Nguyễn sẽ có hơn cái chương trình khác để cho nó thay đổi cho nó vui. Chứ giờ coach FPT7 nhiều quá rồi các bạn xem thì các bạn cũng sẽ cảm thấy tập nó hơi khó hay là như thế nào đó. Thì có những giáo án khác thì nó sẽ phù hợp với từng cái đối tượng cụ thể khác nhau. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và subscribe cho chúng tôi nhé. Ủa? Quà đâu? Quà? Hồi nãy căng cơ là quà rồi.